cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ trêu em là gió lướt qua nhanh để anh đông lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đầu giống khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than, vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng. Chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bay kẻ gió.